Trời ơi chị ơi, lũ này nó khốn nạn. Chị nói không sai, người dân càng ngày càng nghe chị. Nó quánh con người ta tới nỗi mà điếc tai luôn. Bà ngoại của con nhỏ này khóc quá trời luôn chị ơi. Là chị tưởng sao nó quánh người ta rồi, tới chừng nó kết án chỉ có 17 ngày tù thôi chị ơi. Trời đất ơi, nó quánh con ta điếc tai rồi nó xử án chỉ có 17 ngày tù. Bà thấy nó sống trong chế độ đó, nó hạnh phúc không? Có đứa nhỏ mới sanh ra bị điếc lỗ tai vậy nó hạnh phúc không? Có nó quánh đâu mà con không đẻ, mà cái lũ khốn nạn công an tội phạm rồi nó vậy đó, bà thấy khốn nạn mất dạy chưa? Con tao mà đập cái kiểu đó, thằng chó nào đập con tao, tao tới tao đổi mạng liền. Người dân Việt Nam hiền quá. Con tao mà đập kiểu đó hả bà nội tôi bay trốn đi con. Mẹ mày tao tràn qua nhà mày đang ăn cơm, tao dùng dao nước đá mà tao chặt mà mẹ nó không tơi bời qua lá cái thôi. Chứ đừng có bà đặt, mà vấn đề là cái bằng mất dạy với tao cái kiểu đó. Trời ơi chị ơi, người dân đấu tranh bây giờ bắt đầu là kêu bằng bị bắt 10 ngày nay, không biết ở đâu mà gia đình có công với cách mạng đó chị. Bây giờ bà này bà tức bà đứt bà chửi quá trời chị ơi, là chị không thua tôi gì. Tôi vô đâu? Bỏ cho tôi chết xong. Thằng cha cha chết xong nửa đêm. Tôi ta. Lúc đi trong lại. Tôi nói thiệt không có ai á. Không có là sao không có được tàn ác với tôi. Tôi không có tôi vậy. Tôi không có. Tôi không có. Tôi không có. Tôi không có. Khi bị một ông tố cáo ngôi nhà xây trái phép ba sạch nhà của thằng chó đẻ này, không cần phải nói nhiều, con chó này không ai dám làm gì nó trơn thì thôi thua nó đi. Gặp chị là con chó này là chị không bao giờ chị những này là tha thứ cho nó được. Trời ơi chị ơi, quá trời rồi chị ơi, càng ngày chị nói đúng thiệt, nó cướp đất của người dân bây giờ nó tràn lan hết trơn rồi, nó cướp đất rồi nó bàn giao cho thằng Tạo, mà nhà bao nhiêu nó cũng mua, đất bao nhiêu nó cũng mua. Trời ơi, chửi vậy chưa thấy gì nó, mấy bà nội này đứng nó ngồi nói chuyện đàng hoàng. Trời ơi là trời, nói chuyện đàng hoàng sao nói chuyện được. Chuyện đàng hoàng sao nói chuyện với cái lũ này. Tao buôn bán làm ăn giờ lâu lâu cái đồ mấy tao để cho gì nó đổ xuống đường nó dẹp được. Dù được của người ta nó đem nó dẹp mẹ hết trơn vậy đó. Khốn nạn cái đó, cái chế độ nó khốn nạn vậy đó, biết là giờ biết làm gì ăn. Nghe lời của ông Tàu. Trời ơi, tao mà buôn bán mà làm cái kiểu đó đi rồi biết. Chị ơi, chị nó thả thành Quỳnh Thục Vi ra được kìa chị. Thì nó hù dọa tao không được thì nó thả ra, nó cấm đi ra khỏi nơi cư trú. Vậy thôi. Vậy thôi chứ có gì đâu. Thả ra không được thì bắt đầu này nó bắt giữ không được thì nó hù người ta không được thì thôi chứ có gì đâu. Trời ơi là chị à, cẩm chào bắt đầu là kêu bằng đó là mẹ nó tiêu tùng rồi chị ơi, nó sụp ở tại quận Bình Tân chị ạ. À. Chị ơi, chị bộ trưởng công an đã bổ nhiệm
Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra là thằng Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Lê Quý Vương là hai thằng theo Tàu Cộng Chánh Tông chị ạ. Thông báo cho toàn dân Việt Nam biết, thằng Lê Quý Vương và thằng Nam này là người có trọng lú, đã bắt đầu được thằng Tô Lâm và tình báo qua Nam đưa vào an ninh điều tra thủ trưởng để điều tra những người nào chống Tàu Cộng và bắt đầu thanh trừng hết toàn bộ cái lũ mà chống Tàu cho dù là đảng viên. Hãy nhớ mặt hai con chó này cho chị. Hãy nhớ mặt hai con chó này cho chị. Trời ơi, dông lốc biển quảng cáo đè nhiều nhà người dân ở tại Bình Tân chị ơi. Hôm nay sẽ có các tin vô cùng nóng hổi chị à. Tin nóng nhất là đại sứ Việt Cộng ở Solova đã bắt đầu. Tin nóng nhất hôm nay là đại sứ Việt Cộng ở Slovakia là Lê Hồng Quang đã bắt đầu bỏ trốn sợ bị bắt như là thằng Nguyễn Hải Long. Sợ sao con? Để tránh bị Đức bắt tạm giam, cụ thể là báo chí Đức và Slovakia đã đồng loạt đưa tin thằng đại sứ Việt Cộng Lê Hồng Quang đã bất ngờ mất tích bí ẩn từ mấy ngày nay, chui về Việt Nam, trốn trong lăng Ba Đình, không có mặt ở cơ quan, cũng không có mặt ở nhà riêng, không ai biết là đã đi đâu, đang ở đâu và làm gì. Vì vậy báo chí Đức nghi ngờ là thằng đại sứ Việt Cộng Lê Hồng Quang đã bỏ trốn khỏi Slovakia vì sợ bị Đức bắt giam do trực tiếp tham gia vô vụ bắt cóc vô tiền khoáng hậu Trịnh Xuân Thanh. Nhục chưa? Mẹ truy nã tao là tội phạm quốc tế khủng bố mà rốt cuộc bây giờ thế giới người ta quay đầu lại, người ta bắt những thằng đầu bò tụi bay khủng bố, không biết nhục nữa hay sao? Nhục chưa? Hả? Đáng để Việt Cộng biết tin Đức đã điều tra tới Slovakia để phanh phui đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nên mới đánh chiêu Tẩu Vi là thượng sách. Đã có hai người tình báo âm thầm gửi email và kêu gọi thằng này phải trốn, là âm thầm cho thằng đại sứ Lê Hồng Quang phải bỏ trốn khỏi đất nước Slovakia để cho Đức khỏi bắt được, khỏi thu được thông tin và bằng chứng. Đây là lệnh do thằng Tô L, Bộ trưởng Công an đã bàn xuống ép thằng đại sứ Lê Hồng Quang phải lập tức đào tỉ theo đường dây của Tổng cục 5 ở bên Đông Âu, rồi từ Đông Âu sẽ chạy qua bên Nga, rồi đi đường bộ qua bên Tàu, rồi từ Tàu sẽ âm thầm về Việt Nam. Tô L đã khôn ra biết là Slovakia và Đức đang để ý nên không để cho thằng Lê Hồng Quang đi máy bay từ Slovakia về Việt Nam mà phải dàn xếp cho thằng này bỏ trốn qua Đông Âu, rồi từ Đông Âu qua bên Nga, rồi từ Nga đi qua bên Tàu, từ Tàu về Việt Nam. Như vậy thì Đức có muốn bắt cũng rất là khó vì không thể xông qua Nga đòi khám xét dẫn độ thằng Quang về, nên thằng Tô L mới bày kế hoạch cho thằng Quang đào tỉ qua Nga, chứ không còn con đường nào khác an toàn để đi. Như vậy thì sao vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đáng để Việt Cộng lại gây thêm một vụ xì căng đan nữa là làm chấn động cả châu Âu và thế giới, bắt đầu lợi dụng vào tình cảm của đất nước Slovakia. Rốt cuộc bây giờ thằng Slovakia nó đã bắt đầu nghiến răng trèo trẻo rồi, bị cộng sản bắt đầu lợi dụng lòng tin chơi một vố quá đau. Thành thử ra chỉ có thanh trừng nội bộ thôi mà bây giờ làm cho tiêu tùng bắt mặt đặng đi. Đó. Làm cho Đức đã tức điên máu phen này vì lại bị Việt Cộng tiếp tục chơi cho một vố đau điếm, quê mặt với thế giới. Chắc chắn là hiệp định thương mại giữa đảng đế Việt Cộng và Âu Châu sẽ bị hủy bỏ sau này. Không sao vụ đào tỉ đầy tai tiếng trốn thoát này, vì thì thằng Đức chắc chắn
sẽ không chịu ký vào hiệp định mà sẽ bỏ luôn và đồng thời đặt thế cho chết mẹ lũ đảng đĩ phen này. Đức đang chuẩn bị biện pháp cắt hết viện trợ của Việt Cộng, cấm hàng nhập cảng từ Việt Nam và cấm lao động Việt Nam qua Đức và trừng phạt những lũ đầu bò tình báo của đảng đĩ bên Đức, trừng phạt Việt Cộng vì dám chơi chiêu đào tỷ để bò trốn. Nước Đức đã là quê mặt, mất manh mối điều tra, quan hệ giữa Việt Cộng và Đức đã trở nên vô cùng xấu khi thằng Quang đã bắt đầu trốn im xuôi, nên kinh tế của đảng đĩ sẽ càng chết thêm thê thảm phen này vì bị Đức trừng phạt. Đây là thằng đại sứ ở Slovakia đã bắt đầu bò trốn âm thầm, sợ bị chụp đầu như Nguyễn Hải Long giam vào 7 năm tù. Xét ra những thằng chó đẻ đảng đĩ là kêu bằng nhát như là thò đế. Đây là bài học cho những con chó nào mà nghe lệnh của bắt đầu là thằng Tô Lờ mà dám ngó qua bên cái đất Mỹ này. Những thằng nào ăn cướp mà nằm vùng bên Mỹ này chỉ cần lén đụng tới một sợi lông của một người công dân Mỹ là bà nội tụi bay cũng sẽ chết. Tụi bay dám ở đây, tụi bay làm lộn bên đây ha, tụi bay mất dạ chưa? Tụi bay dám đó, sợ chưa?